đỏ là màu được người Á Đông xem như một biểu tượng của sự may mắn, đặc biệt là trong những ngày Tết như thế này. Những phong bì đỏ, câu đối đỏ cùng hàng loạt biểu tượng may mắn được tô điểm màu đỏ sắc xuân. Trái ngược với sự may mắn đó, trong bóng đá, màu đỏ lại là điểm xui xẻo với những cầu thủ, tượng trưng trên màu của những tấm thẻ. Đã có rất nhiều ngôi sao bóng đá thế giới không chỉ nổi tiếng về kỹ năng che bóng, mà còn số lượng thẻ đỏ mà họ cũng nhiều chẳng kém gì những khoảnh khắc tỏa sáng. Nhân dịp đầu xuân mới, hãy cùng cả bóng đá điểm lại những danh thủ hàng đầu vừa xuất sắc ở vị trí của mình, lại vừa xuất sắc trong việc giành những tấm thẻ đỏ. Biết đâu, xem xong video này, màu đỏ của đội hình này lại mang đến cho chúng ta những sự may mắn. Thủ môn Jens Lehmann, 7 thẻ đỏ. Jens Lehmann là thủ môn đã giải nghệ của đội tuyển Đức. Anh được bầu chọn là thủ môn xuất sắc nhất châu Âu mùa 2025-26 và đã có mặt trong đội hình 3 kỳ World Cup. Dù đã giải nghệ, nhưng vào ngày 19 tháng 3 năm 2011, anh được Arsene Wenger gọi lại để giúp Arsenal trong hoàn cảnh thiếu thủ môn. Hiện nay, Jens Lehmann đang là huấn luyện viên của câu lạc bộ Arsenal JMP. Mặc dù chơi vị trí thủ môn, nhưng người gác đền người Đức đã phải nhận tới 7 thẻ đỏ trong suốt sự nghiệp. Đáng chú ý nhất là tấm thẻ đỏ trong trận chung kết Champions League 2006. Hậu vệ trái Patrick Evra, 12 thẻ đỏ. Patrick Evra là cựu cầu thủ bóng đá người Pháp với vị trí sở trường là hậu vệ trái. Anh từng được xem là một trong những hậu vệ trái xuất sắc nhất lịch sử Manchester United. Với khả năng phòng ngự cùng với tốc độ, khả năng tấn công biên rất tốt của Patrick Evra, cùng với Rio Ferdinand và Nemanja Vidic đã hợp thành bộ khung phòng ngự tốt nhất châu Âu thời bấy giờ, góp phần không nhỏ vào thành tích vô địch Champions League 2008. Ngoài những chiến tích lẫy lừng đó, thì với tính khí nóng nảy của mình, hậu vệ người Pháp cũng đã phải nhận tới 12 thẻ đỏ. Thẻ đỏ cuối cùng của Evra là vào năm 2017. Hậu vệ phải Sergio Ramos, 26 thẻ đỏ. Người ta thường biết đến Sergio Ramos trên vai trò là một trung vệ, nhưng anh đã xuất phát điểm là một hậu vệ phải rất xuất sắc. Trong khoảng chục năm qua, Sergio Ramos là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất với khả năng lên công về thủ ấn tượng cùng khả năng ghi những bàn thắng quan trọng. Tuy nhiên, cầu thủ người Tây Ban Nha cũng khác tính với việc không ngại dùng tiêu xảo để triệt hạ nhằm ngăn cản đối thủ của mình ghi bàn hay để trả đũa. Chính tư duy chơi bóng và phong cách thi đấu tiêu cực này đã khiến Ramos phải nhận đến 26 tấm thẻ đỏ trong sự nghiệp của mình. Ramos đã dính rất nhiều thẻ đỏ trong sự nghiệp và một câu hỏi được đặt ra là hậu vệ này có cán mốc 30 thẻ đỏ trước khi anh giải nghệ hay không. Với 26 tấm thẻ và chưa có dấu hiệu dừng lại, Ramos đã, đang và sẽ là ông trùm thẻ đỏ của lịch sử bóng đá thế giới. Trung vệ Pepe, 12 thẻ đỏ. Nhắc đến Ramos thì không thể nào bỏ qua người từng đá cặp cùng anh là Pepe. Việc trung vệ người Bồ Đào Nha góp mặt trong danh sách này cũng không khiến nhiều người bất ngờ. Pepe từng nổi tiếng là chém đinh chặt sắt. Đã từng có khoảng thời gian Pepe và Ramos giúp Real Madrid tạo nên bức tường khó xuyên phá bậc nhất La Liga nói riêng và châu Âu nói chung. Ngoài ra, Pepe cũng rất nổi tiếng vì vẻ ngoài bặm trợn và một lối chơi không ngại va chạm. Cũng dễ hiểu khi Pepe là một chuyên gia gạt thẻ chính hiệu với 12 tấm thẻ đỏ trong sự nghiệp. Khi thi đấu, trung vệ này luôn sẵn sàng lao vào rất quyết liệt, đôi khi là trên mức cần thiết. Trung vệ Marco Materazzi, 15 thẻ đỏ. Marco Materazzi đã giải nghệ vào năm 2011. Đỉnh cao trong sự nghiệp thi đấu của anh là chức vô địch World Cup 2006 và cú ăn 3 cùng với Inter. Cầu thủ có biệt danh là Matrix chưa bao giờ biết ngại va chạm. Lối chơi nhiều tiêu xảo khi Materazzi có 15 lần bị trút quyền thi đấu. Chính cựu cầu thủ người Ý là người khiêu khích dẫn đến cú hút đầu tài tiếng của Zidane. Tiền vệ phòng ngự Daniel De Rossi, 15 thẻ đỏ. Công thần của Roma đã có đến 15 thẻ đỏ trong suốt sự nghiệp của mình. Trong số 15 thẻ đỏ này, có một lần De Rossi đã giật cuộc cho Brian McBride của tuyển Mỹ dẫn đến chảy máu mũi và phải đi khâu. Sau đó, De Rossi đã phải xin lỗi đối thủ của mình về hành động phi thể thao trên. Ngoài lòng trung thành ra, thì trong sự nghiệp, Daniel De Rossi còn nổi tiếng là cầu thủ thi đấu máu lửa và hiếu chiến bậc nhất. Thậm chí ở bắp chân của cầu thủ này còn có hình xăm với hàm ý kêu gọi đối thủ của mình hãy cẩn thận với những cú soạt. Tiền vệ trung tâm Edgar Davids, 25 thẻ đỏ. Edgar Davids là cựu tiền vệ người Hà Lan. Anh đã chơi cho Ajax từ năm 18 tuổi, sau đó từng khoác áo AC Milan, Juventus, Barcelona, Inter và Tottenham Hotspur. Các thành tích mà Edgar Davids có được là chức vô địch C3 châu Âu năm 91 cùng Ajax. Tại France 98, Edgar Davids là một trong những tiền vệ tấn công xuất sắc nhất thế giới. Tiền vệ người Hà Lan bị mắc bệnh tăng nhãn áp khiến chàng phải đeo kính bảo vệ khi chơi bóng. Với mái tóc cuốn lọn dài và cặp kính bảo vệ đặc biệt làm cho Edgar Davids là một trong những cầu thủ bóng đá rất dễ nhận ra. Ngoài ra, anh còn là người có lối chơi máu lửa và sẵn sàng vào bóng thô bạo. Cũng vì vậy mà trong suốt sự nghiệp của mình,
Edgar Davis phải nhận tới 20 tấm thẻ đỏ, chỉ ít hơn Ramos một lần. Tiền vệ trung tâm Zinedine Zidane 14 thẻ đỏ. Chúng ta đã không còn xa lạ gì với cái tên này. Zidane đã trải qua một sự nghiệp với những chiến tích vô cùng đáng ngưỡng mộ với hàng loạt những danh hiệu. Với Zidane thì ngoài một đôi chân mê hoặc với những kỹ năng thượng thừa thì thẻ đỏ cũng là một phần đáng kể trong sự nghiệp của huyền thoại người Pháp. Cú húc đầu vào ngực Materazzi ở trận chung kết World Cup 2006 là khoảnh khắc cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu của Zidane, song đó chỉ là một trong số 14 thẻ đỏ mà Zidane phải nhận trong suốt sự nghiệp cầu thủ. Thật khó tin là một cầu thủ gắn liền với những dấu ấn hào hoa trên sân lại là một trong những ngôi sao tấn công nhận thẻ đỏ nhiều nhất. Tiền vệ tấn công Francesco Totti 16 thẻ đỏ. Khoác áo đội tuyển Ý từ năm 98 đến năm 2006 và cùng với đội bóng này vô địch World Cup 2006. Bên cạnh những kỹ năng thượng thừa, lòng chung thủy, dành cả sự nghiệp để gắn bó với Roma, những tấm thẻ đỏ cũng là một phần khó quên trong sự nghiệp của hoàng tử thành Rome. Chiếc thẻ đỏ mà Totti phải nhận ở World Cup 2002 trong cuộc đối đầu với Hàn Quốc có lẽ là một trong những tấm thẻ đỏ cay đắng và khó quên nhất trong sự nghiệp của anh. Tiền đạo Mario Balotelli 13 thẻ đỏ. Mặc dù từng được xem là một trong những tiền đạo xuất sắc bậc nhất thế giới, nhưng nếu nhắc Super Mario thời điểm hiện tại, người hâm mộ không còn nhắc về một thiên tài bóng đá mà lại nhắc về một cầu thủ với những chiêu trò. Suốt chặng đường dài sự nghiệp bóng đá không ít lần, Balotelli phải nhận những cái kết đắng bởi vô số những trò nghịch ngợm của mình, nhưng dường như chưa bao giờ tiền đạo này chịu nhận ra mình đã lớn và có trách nhiệm hơn với bản thân. Vốn là người chính nổi tiếng của bóng đá thế giới, nên 13 thẻ đỏ trong sự nghiệp có lẽ vẫn còn hơi ít với Balotelli. Có một lần khi đang chơi cho tuyển Ý, Balotelli đã nhận liên tiếp 2 thẻ vàng và thành một thẻ đỏ chỉ trong vòng 4 phút. Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic 13 thẻ đỏ. Ibrahimovic được xem là cầu thủ Thụy Điển xuất sắc nhất vào thời đại và được đánh giá là một trong những tiền đạo giỏi nhất trong thế hệ của mình. Là con nhà nghề Vladimir Taekwondo cộng thêm sự kiêu ngạo và tính khí nóng nảy, Ibrahimovic hiếm khi chịu nhìn ai mà bất chấp tất cả để sẵn sàng lao vào ăn thua đủ, dù đó có là đồng đội hay là đối phương. Rất nhiều lần Zlatan nóng mắt đối thủ và cho họ một cái bạt tai ngay trên sân, điều đó khiến cho anh phải đi tắm sớm. Ibra với tính hình cao to và lối chơi không ngại tiêu xảo hay va chạm nên anh chưa ngán bất kỳ đối thủ nào trong sự nghiệp. Đơn cử là lần gần nhất vào năm 2019, Ibrahimovic đã tát thẳng vào đối thủ khi đang chơi cho Galaxy. Cũng chính vì lẽ đó mà anh đã nhận tới 13 thẻ đỏ trong suốt sự nghiệp của mình. Chúng ta đã thấy quá nhiều đội hình những cầu thủ thi đấu hay nhất thế giới hay những đội hình cầu thủ thi đấu tệ nhất thế giới. Nhưng nếu nhìn vào đội hình đã nắm giữ nhiều tấm thẻ đỏ nhất thì rõ ràng chúng ta có thể thấy tính chuyên môn của họ cực kỳ cao và sẵn sàng cạnh tranh bất kỳ danh hiệu nào. Nhưng suy cho cùng, những tấm thẻ đỏ đồng nghĩa bị rút quyền thi đấu là mức kỷ luật cao nhất cho một cầu thủ. Chính vì vậy, các cầu thủ phải thi đấu rất cẩn trọng trong từng pha bóng trên sân. Và nếu họ phải rời sân, thì không chỉ cá nhân cầu thủ đó bị ảnh hưởng, mà nó còn kéo cả tập thể bị ảnh hưởng theo vì thiếu vắng mất người. Theo bạn, nếu đội hình này ra sân trong một pha va chạm nảy lửa, ai trong số 11 cầu thủ này sẽ là người phải rời sân đầu tiên?